chị Harry Won ạ. Cái này Harry Won chắc biết nè. Cái gì anh? Lợi thế khi một con mèo. Nhà có mấy mèo? Mèo, mèo. Wow. Em nhà em thì có hai mèo và nhà mẹ em có một con mèo. Nhà mình có hai con mèo, có nuôi con gì khác nữa không? Mèo ngoài hai mèo thì em nuôi con chồng. Con chồng. Khi một con mèo nhìn vào mắt bạn và chớp mắt, nó muốn gì? Chớp mắt. Ủa khó vậy? Khó. Nó muốn thật ra gì? Thì khó mèo mà. Nào cũng khó phải vậy. Chớp mắt thôi. Giống đúng như con rồi. Người bây giờ không chớp mắt thì nó chết thì phải chớp mắt đúng không? Nhưng mà em muốn biết là cái tốc độ chớp nó nhanh hay là tốc độ nó chậm? Bình thường thôi. Nếu mà nhìn kiểu như là mèo mà nó mắt to thiệt là to đó, mà nhìn mà kiểu như nhìn vậy á là có ý nghĩa gì? Mèo ơi, có biết không? Khi mà nó nhìn mình mà mắt nó to như vậy là to nó muốn tấn công mình, nó muốn kiếm chuyện với mình. Muốn kiếp triệt và mèo mà nó kiểu như là nó như vậy, nó nhìn ở dưới thôi thì nó có nghĩa là gì? Nó mệt, nó đói bụng, nó mệt và nó buồn ngủ. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó, chính xác luôn. Và nếu mà mèo nó chớp mắt nhẹ xíu xong rồi thì mở mắt mà nó nhìn mình mà cứ kiểu như vậy hoài là ý nghĩa là nó muốn mình nựng nó. Còn con xì và con dâu ơ nhà mình, nó mỗi lần nó chớp mắt nhẹ nhẹ xong thì mở mắt có nghĩa là mẹ ơi xoa dịu con đây, vuốt ve con đi. Nó rất là nhõng nhẽo. Sao giống Thành quá vậy ta? Dạ nói chung là như vậy đó. Đây có ý nghĩa là muốn vuốt ve. Ai yêu thương lắm thì nó mới làm cái chuyện đó, còn không yêu thương là không bao giờ làm chuyện đó. Sao em cảm thấy là mấy cái con vật bà thú cưng á, mà thường mà mắt nó long lanh lên mà mắt nó chớp chớp là thường nó xin ăn. Xin ăn. Mấy đôi mắt mà nó xin ăn thì cái mắt nó khác nha. Mắt nó sẽ phía dưới đây nè. Nó sẽ ở đây nè. Nó vậy nè. Nó vậy vậy xong rồi thì nó nhìn mình mà nó tỏ vẻ rất là đáng thương lắm. Mà hầu như nó không có chớp mắt luôn á. Không có chớp mắt, lúc đó thì không có chớp mắt. Nó nhìn mặt mắt hai mắt bên kia nó sẽ xíu. Đáp án cuối cùng là mẹ ơi vuốt ve con đây. Con được vuốt ve. Làm đúng hả? Thật ra hồi nãy khi mà đọc câu hỏi thì em cũng gợi ý là một là vuốt ve, hai là sẽ xin ăn. Không. Nhưng mà em thấy kiểu chớp mắt vậy kiểu nó sẽ dễ thương hơn, cho nên em sẽ nghĩ là vuốt ve giống như là chị Harry Won nói. Yeah. Nên là em sẽ tin chị Harry Won. Tin Harry Won là một sự lựa chọn. Không chính xác. Khi mèo nhìn thẳng vào mắt bạn, chứng tỏ chúng tin tưởng và cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn. Và khi nó chớp mắt từ từ, có thể là dấu hiệu trìu mến, có nghĩa là chúng thoải mái khi có người xung quanh. Thoải mái. Nó thấy thoải mái chớp mắt rồi xong rồi nó ngủ luôn là nó nhắm mắt. Rõ ràng. Một dấu O trình, chúc mừng. Thật ra thì cái răng á, nó rất 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 là quan trọng. Ai cũng biết rồi, cái răng mình á, nó không thể nào mà bằng cái răng, mấy cái răng giả được. Nghe nhạy cảm quá. Nhạy cảm. Sao vậy? Bảo Lâm buồn kìa, khóc liền luôn. Lâm nhìn vậy thôi, chứ răng của Lâm khỏe lắm mọi người ơi. Ở Việt Nam có câu nào hay không nè? Cái răng cái tóc là gì? Cái răng của tóc là gì? Cái răng cái tóc là gì? Cái răng tóc. Cái răng cái tóc là gì? Là tóc răng. Tóc răng. Vậy bạn đã bắt am hiểu ca dao tục ngữ Việt Nam. Mình nghĩ là sau khi ăn. Tại sao ạ? Giác quan mình như vậy. Giác quan. Trời ơi. Bánh răng của mày giác quan thôi ghê không? Bài hát chủ đề của bộ phim Sorry I Love You. Đúng rồi. Từng hạt tuyết rơi ta da 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 có nhớ. Đó vậy đó. Ta da 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 da. Đó. Chị nghĩ là Harry trong vòng một tháng nó tập tạ, tập gym cho ốm, cho đẹp để mà quay MV. Anh à, nãy giờ anh gom hết tất cả ý mọi người lại. Anh nói là trong vòng một tháng đó là Harry Won chuẩn bị để quay MV. Anh dùng từ chuẩn bị đi làm cái gì thì làm. Không, phải đi vào chi tiết. Luyện tiếng Việt. Tại sao phải luyện tiếng Việt? Tại vì tiếng Việt không rành. Harry bị gì? Đớn. Đâu, Harry hát sao em hát thử coi. Tình yêu ta khế, ôi hế hòn, hờn lũ nhớ. Em lắm, xúc phạm. Khi yêu nhau, người Hàn Quốc quan niệm nên kiêng ăn món nào để giữ người yêu? Nên ăn kiêng.
món nào? Món nào là mình không nên ăn món nào? Đúng rồi, không nên ăn món nào. Không nên ăn món nào để giữ người yêu. Vì tình yêu không được ăn, vì tình yêu nên ăn thì có nhiều chứ không ăn không thì cái gì ta? Em biết rồi. Biết rồi. Việt Nam khi mà yêu nhau là không nên ăn bún mắm. Chị đừng mà, ăn được, ăn được. Ăn không ăn được. Được, được, được. Ăn được, ăn được. Ăn được hả? Ăn được, ăn được. Ủa, chồng mình thì không cho ăn. Chồng mình nói là ăn cái đó hôi miệng lắm, cho nên mỗi lần ăn cái đó ăn là được, ăn được mà. Mình mỗi khi mà Harry mà ăn cái đó là nguyên đêm đó là chồng mình không ôm, không hôn mình hết trơn. Thì cái đó là mình không nên ăn nhiều. Nếu mà muốn giữ cái hạnh phúc gia đình á là ăn không nên ăn. Vậy đánh răng, ai biết không đánh răng chi rồi nó không ôm. Đánh răng nhưng mà nó từ cái trong hơi ở trong nó bao tử nó ra nữa anh. Trời ơi, chồng em kỵ em 2 ngày liên tiếp luôn. Khó lắm luôn á. Cho nên á, nếu như tính ra như vậy thì bên Hàn Quốc cũng có một cái món mà thúi như vậy. Thúi hả? Cái mùi đó là giống như là cái thúi chân vậy đó. Cái chân nó bị thúi vậy đó. Cái món đó tên là chong cục chăng. Chong cục chăng, cho thực sự thì cái món đó là người Hàn Quốc cũng chưa chắc là người ta có thể ăn được hết. Em nghĩ là chong cục chăng. Tiếng Việt là chong cục chăng. Chong cục chăng. Cảm món đó có cái gì để em giải thích luôn, có cái gì? Món đó là đậu thúi. Đậu thúi, đậu thúi là loan hả? Đậu thúi anh. Đậu lên men. Rồi. Dạ, đậu lên men. Mình tạm dịch là đậu lên men. Anh. Em đổi đáp án. Cái gì đấy? Trời ơi, hết rồi. Em nhớ rồi. Em nhớ rồi. Là cái gì nào? Là cái gì nào? Nhớ. Tại vì bên Việt Nam thì người ta nói là không được tặng cái giày, tại vì mang cái giày đó là người ta sẽ chạy trốn luôn. Đúng rồi. Tay. Vậy còn luôn. Hàn Quốc không được ăn con chim. Con chim. Cái gì? Cái gì? Không được ăn cái cánh tay chim. Cánh tay chim. Cánh tay gà. Chim cánh tay chim. Cánh gà. Chim. Cánh tay chim. Cánh gà. Cánh gà. Cánh gà đúng rồi. Cánh gà. Không được ăn cánh gà. Dạ. Cánh gà. Không được ăn cánh gà. Cánh gà. Ăn cánh gà là sẽ bay mất tiêu luôn. Đúng, hợp lý. Hợp lý nha. Tính. Vậy là cánh tay chim là lựa chọn cuối cùng. Đúng rồi. Cánh tay chim. Tin hay không tin? Dĩ mi tin hay không? Tin. Hết sức tào lao. Tin. Cánh chim có thể là như chim bồ câu hay là chim cánh gà. À, cánh gà. Em nghĩ gà chim thì nó cũng là gia cầm. Dạ thì em nghĩ là thường người ta nói là chim bồ câu hay mấy chim gì đó nó cũng tượng trưng là sự hòa bình, sự tình yêu, mấy cái yêu thương á. Thì em nghĩ nếu mà mới yêu nhau mà ăn cánh chim thì sẽ không, không có cánh gà. Cánh gà. Cánh gà. Dạ cánh gà thì em nghĩ là ăn cánh gà vô bị gà lắm. Dạ đúng rồi, ăn cánh gà là sẽ bay xa, sẽ đi luôn, sẽ không bao giờ gặp nhau, sẽ không yêu nhau. Bởi vậy xưa giờ là mẹ chỉ có mình mẹ chỉ ăn cánh gà thôi, gia đình chị không cho ai ăn cánh gà. Không ăn cánh gà luôn. Chị chưa bao giờ ăn cánh gà, mẹ chỉ ăn hết luôn. Dạ vậy em tin chị Haru rồi. Rồi lựa chọn. Tin. Tin mà. Dạ em tin. Chính xác. Tức là nó quan niệm ngày xưa thôi, chứ bây giờ ta ăn hà rầm. Rồi, một dấu ít dành cho Diễm My, chúc mừng. Nha xeo. Thưa quý vị, thường thì trong những câu hỏi của chương trình đó quý vị, ban tổ chức hay cứ sắp xếp những câu hỏi vào những cái vị trí nó hợp lý. Ví dụ như đố về Hàn Quốc rồi hay đố Harry, đố về ca nhạc, MV hay đố Buka. Và sau đây là một câu đố dành cho Harry Won. Là liên quan tới Hàn Quốc. Vào thế kỷ 16-17 ở Iran. Iran nha chị. Iran. Người Iran xây dựng hơn 3.000 tháp chim bồ câu để làm gì? 3.000 tháp chim bồ câu để làm gì? Chim bồ câu đúng không anh? Đều có lý do cả. Các bạn có biết không? Không, hòa bình. Bồ câu là bồ câu tượng trưng cho hòa bình. Yes. Hay chim quá. Biết là đó là chim hòa bình. Con chim đó là nó hại nha. Nó hại à? Nó rất là hại. Nó hại sao nè? Nó ý là nó hư công trình. Nó hư nó bị tại vì ý của nó có cái chất acid. Nó đi vệ sinh. Nó đi vệ sinh. Toilet. Cái phân của nó bị có cái chất là acid.
Cho nên nó, nếu mà nó dính tới cái phân của nó nhiều á, cái nhà nào mà dính tới phân nhiều thì cái nhà đó bị tan. Tại vì nó có cái acid. Và sao mọi người biết ạ? Ở bên Rome, trong khu vực cái quảng trường, người ta cấm cho du khách, cho chim bồ câu ăn và cấm nuôi ở vòng vòng khu vực đó trong bán kính nhất định. Yeah. Vì cái phân của nó làm hư các kiến trúc của họ. Chính vì điều đó cho nên người ta xây ở bên đó là đều lý do á, là ỉa thì ỉa một đi toilet thì đi toilet một chỗ thôi, để người ta không có bị ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người ta ở ngoài. Em biết tại sao em bị hói đầu rồi. Hôm bữa em bị một con chim bồ câu nó ỉa vô đầu. Hè kia em bị mất một vài cọng tóc ở chỗ này. Anh ơi, nó chỉ làm phá hủy những cái kiến trúc và những kiến trúc xi măng nhiều thôi, số lượng mà nó đi vệ sinh nhiều chứ mọi người không thấy SC là một kiến tạo của thế giới à? Ai cha sàm luôn. Như vậy là Harry cho rằng họ xây 3.000 tháp chim bồ câu để tập trung lại và để vệ sinh một chỗ thôi, dạ, không làm lây lan ra ngoài. Đúng rồi anh. Tin hay không ạ? Tin, hợp lý quá trời. 5, 4. Cái phân của nó bị có cái chất là acid, cho nên nó, nếu mà nó dính tới cái phân của nó nhiều, cái nhà nào mà dính tới phân nhiều thì cái nhà đó bị tan. 3, 2, không tin. 1, không tin. Vì sao không tin? Thưa anh, thì theo nhớ không nhầm thì năm 1610 thì đang có một cái bệnh gọi là bệnh dịch hạch đen. Wow, đó thì ngay người có nghề rồi. Nó lan toàn châu Âu và nó khiến sang tận cả Iran, Iraq các thứ. Cũng giống như anh đã nói ấy, thì nó để phá hủy các công trình. Đó, đặc biệt là trong cái tôn giáo của người Iran, Iraq thì người ta theo một cái tôn giáo, em nhớ không nhầm chắc cũng đạo Hồi đúng không ạ? Đấy thì có thể người ta đang có một cái cuộc thánh chiến nào đó do cái bệnh dịch hạch nó gây lên, cái bệnh dịch bệnh cái chất đen nó gây lên, thì để người ta phá hủy những cái mà đền thờ của đối thủ. Đó là em nghĩ thế thôi. Rồi. Còn thực sự là không biết. Thực sự là không biết. Nói chung là phải không tin Harry Potter. Đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Harry nói là xây 3.000 tháp để chim bồ câu tụ tập sống. Người ta xây đơn giản là để lấy phân chim. Để lấy phân chim. What? Để làm gì vậy anh? Để bón ruộng. Là phân của bồ câu có nhiều. 3.000 tháp xây để lấy phân. Em tính đi, 3.000 tháp mà một cái tháp là bao nhiêu con, lấy được bao nhiêu phân để bón ruộng, dưa hấu, dưa chuột rồi đó. Mừng quá. Một dấu O dành cho tụi đó. Vậy là